Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Chào mừng các em đến với chương trình sinh học lớp 12. Cô Tuyến rất vui khi được đồng hành cùng với các em trong chương trình này. Đến với lớp học của cô Tuyến thì có một số nội dung quan trọng chúng ta đề ra quy tắc của lớp trước khi vào học nhé. Đầu tiên đó là trong quá trình cô giảng bài thì chúng ta cần chú ý nghe và theo dõi nội dung bài giảng. Thứ hai là dù học offline là online, chúng ta cũng cần chuẩn bị giấy, bút, sách, vở đầy đủ để chúng ta có thể viết và nốt lại những nội dung quan trọng. Thứ ba là khi trong quá trình giảng bài thì cô sẽ đưa ra một số câu hỏi với các nội dung và chúng ta có thể dừng video lại để chúng ta suy nghĩ. Và sau đó hãy dừng lại để suy nghĩ và đưa ra đáp án của mình, sau đó sẽ cùng theo dõi đáp án của cô xem như thế nào nhé. Và cuối cùng đó là chúng ta không thể tương tác với nhau như học offline được, đúng không nào? Không thể giơ tay được và cô cũng không nhìn thấy các bạn. Thế thì chúng ta có thể đổi vào một hình thức khác, đó là các bạn hãy nhập những câu hỏi ở phía dưới đoạn video này để chúng ta, cô cùng các bạn có thể trao đổi và thảo luận nội dung chuyên môn này nhé. Trước khi đi vào nội dung bài thì chúng ta cùng nghiên cứu và quan sát cấu trúc đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia đề môn sinh học năm 2020 vừa rồi. Và trong nội dung đề này thì có một số nội dung chính cơ bản như từ 1 đến 9, từ các nội dung di truyền, tiến hóa và sinh thái, cuối cùng là nội dung về sinh học 10 và 11. Trong đó thì ở bên cột số lượng câu này chúng ta cũng có thể thấy được cái độ quan trọng của mỗi phần, mỗi chương, đúng không nào? Và trên đây từ 1 đến 8 chính là nội dung của các phần sinh học lớp 12. Và trong đó thì chúng ta có thể nhìn thấy cái phần 1 di truyền học cực kỳ quan trọng với phần lớn số lượng các câu ở đây. Và trong một số đề các năm khác thì cũng có sự di truyền thay đổi một chút, nhưng phần chủ yếu vẫn là di truyền học chiếm vai trò rất quan trọng, sau đó là tiến hóa và sinh thái. Nội dung đầu tiên ngày hôm nay chúng ta nghiên cứu chính là phần quan trọng nhất, đó là phần 5, di truyền học. Chúng ta đi vào chương 1, cơ chế di truyền và biến dị. Ở bài đầu tiên, chúng ta sẽ được nghiên cứu các nội dung đó là gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN. Và đây cũng chính là ba nội dung chính trong bài học với phần 1 la mã, 2 la mã và 3 la mã. Chúng ta cùng nhắc lại một số nội dung quan trọng. Đó là chúng ta hình dung trong cơ thể con người chúng ta thì cấu tạo gồm rất nhiều tế bào, đúng không nào? Và trong mỗi tế bào của chúng ta thì đều có vật chất di truyền để nhận biết giữa bạn A khác so với bạn B. Vì trong mỗi tế bào đó thì có chứa một thành phần, đó là vật chất di truyền, đó chính là nhiễm sắc thể. Khi nghiên cứu cấu tạo về nhiễm sắc thể thì người ta thấy nó gồm rất nhiều các thành phần, trong đó thì chủ yếu là protein và ADN. Như vậy, ba từ khóa quan trọng mà chúng ta cần nhớ đến đó là tế bào, nhiễm sắc thể và ADN. Đây cũng chính là ba cấp độ chủ yếu trong chương trình di truyền học. Đầu tiên cùng nghiên cứu lại cái cấu trúc của ADN. Và chúng ta cũng đã được nghiên cứu trong chương trình sinh học lớp 9 rồi, đúng không nào? Và một số nội dung chúng ta cần khái quát về ADN như sau. Thứ nhất, về cấu tạo hóa học của ADN thì đây là một loại đại phân tử hợp chất hữu cơ, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đa phân tức là nhiều phân tử, đúng không nào? Với các đơn phân là các nucleotide, và để ngắn gọn thì cô gọi tắt đó là các nu để chúng ta tiện theo dõi nhé. Và trên đây thì chúng ta thấy đây chính là một thành phần của một nu. Và chúng ta thấy có 3 thành phần cơ bản, đúng không nào? Thứ nhất, đó chính là một gốc bazơ nitơ với 4 loại A, T, G, X. Trên này chúng ta cũng quan sát thấy, đúng không ạ? Với 4 màu sắc khác nhau. Thứ hai, đó chính là một gốc đường deoxyribose với công thức C5H10O4. Và công thức đường này cũng sẽ khác so với cái phần ARN chúng ta học tiếp theo. Và tất cả các nội dung quan trọng từ khóa này thì chúng ta để ý một chút nhé. Và thành phần thứ ba đó chính là thành phần giống trong môn hóa học của chúng ta ấy. Đó chính là một gốc axit phosphoric với công thức H3PO4. Và ba thành phần liên kết lại với nhau để tạo nên một nucleotide.
Và chúng ta thấy là giữa hai nu liên tiếp đây, nu này và nu thứ hai này, sẽ hình thành nên một cầu nối liên kết. Đó chính là mối liên kết giữa hai nu liền nhau trên một mạch sẽ liên kết với nhau bằng một liên kết cộng hóa trị. Đây, ở đây giữa một phân tử axit với một gốc của phân tử đường được liên kết lại với nhau để hình thành nên cái chiều dài mạch. Và trên hình chúng ta cũng thấy cấu trúc của ADN khi trải phẳng ra nó giống như một cái thang dây ý. Và đương nhiên thang dây thì sẽ có hai trục dọc đúng không nào? Và giữa hai tay thang thì cũng sẽ được liên kết lại với nhau. Đó chính là các nu trên hai mạch sẽ liên kết với nhau bằng liên kết hiđro. Được chưa? Theo đúng nguyên tắc bổ sung đó là A với T và G với X. Trên hình chúng ta cũng có thể quan sát được giữa A với T sẽ liên kết với nhau bằng hai cầu nối hay còn gọi là hai liên kết hiđro. Và giữa G với X sẽ liên kết với nhau bằng 3 cầu nối hay còn gọi là 3 liên kết hiđro. Và trong đó, trong ADN này thì chúng ta cần chú ý về cái đơn vị đó là most angstrom thì sẽ bằng 10 mũ trừ 1 nanomet, 10 mũ trừ 4 micromet và 10 mũ trừ 7 milimet. Như vậy chúng ta thấy nó rất nhỏ đúng không nào? Vì vậy ADN được coi là phân tử ở cấp độ vật chất di truyền ở cấp độ phân tử. Trong các đơn vị này thì chúng ta lưu ý là khi đổi ra thì chúng ta cứ nhớ angstrom là nhỏ nhất này. Xong đó đến cái công nghệ nano thì chúng ta cũng thấy là nó rất là nhỏ đúng không nào? Đó là cấp độ thứ hai. Tiếp theo là micromet và milimet. Thì giữa cái đơn vị này chúng ta nhớ đến con số đó là angstrom nhỏ nhất này. Sau đó là 10 mũ trừ 1, trừ 4 và trừ 7. Giữa các đơn vị mà có trao đổi với nhau thì chúng ta đổi sau. Nhưng cứ nhớ công thức đó là các cấp độ tăng dần từ 10 mũ trừ 1, trừ 4 đến trừ 7. Được chưa nào? Trong cấu trúc của nhiễm sắc thể thì thành phần chủ yếu đó chính là ADN. Khi gỡ tung sợi ADN này ra thì có những đoạn giống như điểm sáng ở đây đang được quan tâm và người ta gọi đó là gen. Vậy gen là gì? Là phần quan trọng nhất hôm nay chúng ta tìm hiểu mục 1 đúng không nào? Đấy, thế thì đầu tiên gen chúng ta cũng vừa nhìn thấy hình là một đoạn của phân tử ADN. Nhưng không đơn giản như vậy, mà cái điều quan trọng đó là cái đoạn này nó phải mang thông tin mã hóa một chuỗi polypeptide hay một phân tử ARN. Tức là nó phải có sản phẩm tạo ra chứ không phải là vô nghĩa. Và trên đây thì ví dụ như ở trong hồng cầu, với tế bào hồng cầu thì được cấu tạo bởi 4 chuỗi protein và trong đó thì cũng được mã hóa bởi 4 loại gen với các loại gen tạo ra chuỗi alpha, chuỗi beta hemoglobin được chưa ạ? Hay là các chuỗi alpha ở đây. Và phân loại theo chức năng thì chúng ta có hai loại gen đó là gen cấu trúc và gen điều hòa. Trong đó thì gen cấu trúc của chúng ta sẽ được quan tâm đến ở đây ngày hôm nay quan trọng hơn. Và đến phần điều hòa thì chúng ta sẽ tìm hiểu về gen điều hòa sau nhé. Khi nghiên cứu về cấu trúc chung của một cái gen cấu trúc thì người ta thấy rằng với cái đoạn gen vẫn theo mô hình của Watson và Crick đưa ra đúng không nào? Và trong đó khi trải phẳng ra thì chúng ta thấy là mỗi ADN sẽ gồm một mạch mã gốc với chiều đó là 3,5 phẩy. Và mạch còn lại với chiều 5,3 phẩy được gọi là mạch bổ sung. Trong mỗi gen cấu trúc gồm 3 phần chính, đó là vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc. Chính những cái tên vùng này đã nói lên chức năng của chúng đúng không nào? Thứ nhất chúng ta thấy vùng điều hòa với vị trí rất dễ dàng nhận ra đó là nằm ở đầu 3 phẩy của mạch mã gốc. Chúng ta lưu ý phải căn cứ vào mạch mã gốc nhé. Và vùng này thì với chức năng đó là nơi ARN polymerase có thể nhận biết, tức là nó mang một cái trình tự rất là đặc biệt. Và ARN polymerase sẽ đến liên kết để khởi động quá trình phiên mã, tạo ra sản phẩm tiếp theo của gen. Và trình tự đó được gọi là trình tự điều hòa. Vùng thứ hai đó chính là vùng mã hóa. Theo vị trí chúng ta thấy chúng nằm giữa ở gen.
Và với trình tự này, với vùng này thì mang các trình tự, mang các thông tin, mã hóa các sản phẩm của gen. Và vùng cuối cùng đó chính là vùng kết thúc, nằm ở đầu 5 phẩy của mạch mã gốc, với chức năng mang tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã. Tuy cùng là gen cấu trúc, nhưng gen cấu trúc ở các sinh vật khác nhau thì có sự khác nhau đôi chút, đó là ở vùng mã hóa với tế bào nhân xơ thì người ta gọi là gen không phân mảnh, tức là từ cái đoạn cấu trúc này đến đoạn này đều, tất cả các đoạn đều quy định một cái sản phẩm nào đó và không bị ngắt quãng. Trong khi đó, ở sinh vật nhân thực thì các đoạn mã hóa được xen kẽ với đoạn không mã hóa, và hai cái từ khóa quan trọng ở đây ngày hôm nay chúng ta cần nhớ đó là ở sinh vật nhân thực thì có các đoạn mã hóa được ký hiệu là các đoạn exon, và các đoạn không mã hóa giống như kiểu phủ định ý, thì chúng ta có là intron. Và ở trên sinh vật nhân thực thì chính vì cái sự xen kẽ này nên người ta gọi đó là gen phân mảnh. Như vậy chúng ta cùng nhắc lại, ở sinh vật nhân sơ thì là gen không phân mảnh, và sinh vật nhân thực được gọi là gen phân mảnh. Trên hình cô lấy ví dụ về một đoạn ADN với hai mạch, và cô quy định mạch bên dưới đó là mạch 3 phẩy, 5 phẩy là mạch mã gốc. Các nucleotide trên mạch này sẽ quy định trình tự các ribonucleotide trên mRNA, và từ đó sẽ quy định trình tự các acid amin trên chuỗi polypeptide, từ đó sẽ cấu trúc nên phân tử protein hoàn chỉnh. Và trong đó thì cứ 3 nu liên tiếp sẽ quy định cái trình tự ribonu trên mRNA, và chúng được gọi là những mã di truyền. Vậy chốt lại khái niệm mã di truyền là gì? Chúng ta cùng ghi. Mã di truyền là trình tự sắp xếp các nucleotide trong gen, tức là trong ADN này, sẽ quy định trình tự sắp xếp các acid amin cuối cùng trong protein hoàn chỉnh. Và trong đó thì các mã đây giữa 3 nu sẽ quy định 3 ribonu liên tiếp và sẽ quy định acid amin trong polypeptide. Và với những tên gọi khác nhau, chúng ta lưu ý từ khóa ở đây đó chính là 3 nu trên ADN hoặc trên gen được gọi là bộ 3 triplet, được chưa? Và chúng ta có trong hóa học hay trong sinh học với cái từ tri đó chính là 3, đi là 2 đúng không ạ? Tri là 3. Thì chúng ta có sẽ quy định 3 ribonu trên ARN thông tin, và 3 ribonu đó được gọi là những cô đông và sẽ quy định trình tự acid amin trên phân tử protein. Và mỗi bộ 3 ở trên ARN được lập nên một cái bảng mã di truyền của hầu hết các loài sinh vật với hơn 20 loại acid amin sẽ quy định ở protein nhé. Và chúng ta có giữa các 3 nu, ví dụ như bộ 3 sẽ được sử dụng đó là chữ cái thứ nhất ở trong bộ 3 đó, chữ cái thứ hai và chữ cái thứ ba. Ví dụ với một bộ 3 như là A, A, X chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đi tìm ở đâu? A, chúng ta sẽ tìm chữ thứ nhất. Chữ thứ hai đó là A, chúng ta tìm cột thứ hai. Như vậy là gióng xuống ở sang ngang, sang ngang và đi xuống thì chúng ta thấy nó nằm ở khu vực này đúng không nào? Và như cô đang lấy ví dụ, đó là chữ X là chữ số 3, chúng ta gióng tiếp ở đây. Rất dễ dàng chúng ta tìm được đó là bộ 3 AAX sẽ quy định acid amin với tên gọi là asparagin, viết tắt là ASN. Thực ra với bảng với 4 loại này, 4 loại, 4 loại nhân lên chúng ta có 4 mũ 3, tức là 64 bộ 3 đúng không nào? Làm sao chúng ta nhớ hết được? Nhưng tuy nhiên với một số cái bộ 3 hay có trong các bài kiểm tra, và với những bộ 3 đặc biệt mà chúng ta phải nhớ đó là những bộ 3 như sau. Đó là bộ 3 duy nhất, bộ 3 mở đầu với trình tự A, U, G với tên gọi. Đây, chúng ta nhìn A, U và G được đánh dấu màu xanh ở đây với tên gọi là acid amin methionine. Đó chính là acid amin mở đầu và chúng ta phải nhớ. Với các bộ 3 tiếp theo đó chính là bộ 3 kết thúc được đánh dấu màu đỏ trong mỗi bảng. Với trình tự bắt đầu khởi đầu đó đều là các chữ U. Với các bộ 3 đó là UAA, UAG và UGA.
Với ba trình tự này thì chúng ta phải nhớ cả trong 64 bộ, chúng ta chỉ cần nhớ 4 bộ thôi. Có nhớ được không nào? Với các mã di truyền như vậy, tuy là nhiều nhưng cũng đều có đặc điểm chung và chung giữa các loài, được chưa ạ? Và chúng ta có đặc điểm thứ nhất, mã di truyền phải là mã bộ 3. Tức là cứ 3 nu trên gen hay còn gọi là triplet thì sẽ quy định một codon gồm 3 ribonu liên tiếp, đúng không nào? Chúng ta có đặc điểm thứ hai, mã di truyền là mã được đọc liên tục, tức là đọc từ một điểm và không gối đè lên nhau. Đặc điểm thứ ba, đó là mã di truyền mang tính đặc hiệu, tức là một bộ 3 thì chúng ta thấy như vừa nãy cô lấy ví dụ, chỉ quy định mã hóa cho đúng một axit amin. Đặc điểm thứ tư, đó là tính thoái hóa. Trên hình chúng ta cũng thấy nhiều bộ 3 mã hóa chung cho một axit amin. Chính vì vậy, với 64 bộ 3 nhưng chúng ta chỉ có hơn 20 loại axit amin, đúng không nào? Và đặc điểm cuối cùng, đó là tính phổ biến. Hầu hết tất cả các sinh vật đều dùng một cái bảng mã di truyền chung. Và đây chính là 5 đặc điểm của mã di truyền mà chúng ta cần lưu ý. Rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm được đưa ra nội dung này. Cô ví dụ như một bộ 3 chỉ mã hóa cho một axit amin thì đây là đặc điểm nào của mã di truyền? Chúng ta có 4 đáp án được lựa chọn bất kỳ trong 5 đáp án này. Và chúng ta cần chọn đáp án đó chính là, đấy chính là một bộ 3 chỉ mã hóa cho một axit amin, giống như kiểu là loại thuốc này chữa cho loại bệnh này. Đó chính là. Cuối cùng, chúng ta cùng tìm hiểu về quá trình nhân đôi ADN, hay còn gọi với một số cái tên khác như là tái bản ADN hay là sao chép ADN, thì giống như kiểu photocopy, chúng ta đều từ một sản phẩm này tạo ra một sản phẩm giống hệt, đúng không nào? Thì điều đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm đó chính là quá trình này diễn ra tại đâu? Đó chính là trong nhân tế bào, tại kỳ trung gian và tại pha S. Và cái pha S này hay tại các kỳ này chính là nằm trong phần sinh học lớp 10, phần nguyên phân giảm phân, đúng không ạ? Và nội dung này chính là nằm trong phần nguyên phân. Điều thứ hai, giống như một trận chiến trong môn lịch sử, thì chúng ta có vị trí này, thời gian rồi này. Thì điều thứ ba đó chính là thành phần tham gia có những ai. Thì ở đây trong quá trình này chúng ta cần lưu ý, thành phần tham gia giống như là chúng ta đi photo một trang giấy, đúng không ạ? Từ mã đề này photo ra nhiều tờ đề tiếp theo, thì chúng ta có, đương nhiên chúng ta phải có một cái ADN mạch mã gốc ở đây, đúng không nào? Hay còn gọi là ADN mạch khuôn, bao gồm hai mạch khuôn. Thứ hai đó chính là để tạo từ một thành hai thì chúng ta cần phải có nguyên liệu, đó chính là các nucleotide từ môi trường với bốn loại nucleotide tương ứng với cấu tạo của ADN do môi trường cung cấp, đó là A, T, G và X. Cuối cùng, để lắp ráp các loại nu với nhau hay để tương tác với ADN thì chúng ta cần thành phần quan trọng nhất, đó chính là enzyme. Enzyme này với 5 loại cơ bản, đó là với các tên gọi gyrasa, helicasa, ARN polymerasa, ADN polymerasa và loại cuối cùng là ligasa. Chúng ta sẽ tìm hiểu về một số loại chức năng của các loại này ở phần tiếp theo nhé. Và phần thứ ba chúng ta tìm hiểu đó chính là diễn biến của quá trình nhân đôi. Thì đầu tiên, từ một ADN mẹ với hai mạch như thế này sẽ được thành phần thứ nhất, đó là và hai mạch này lại còn đang xoắn cơ. Như vậy, để tương tác và có thể nhân đôi được thì đầu tiên phải là tháo cái sợi xoắn này ra đã. Và đó chính là chức năng của enzyme đầu tiên, enzyme số 1, gyrasa, với chức năng là tháo xoắn ADN mẹ để ngăn cho chúng không bị xoắn lại, để dễ dàng tương tác hơn. Việc thứ hai đó chính là tách hai cái mạch này ra để làm mạch khuôn để tổng hợp ADN con mới, thì sẽ cần một loại enzyme số 2 như cô chú thích vừa nãy, đó chính là enzyme helicasa, với chức năng đó là tách hai mạch đơn của ADN để tạo nên trạc nhân đôi hình chữ Y và để lộ ra hai mạch khuôn với các trình tự nu như ADN mạch khuôn. Và loại thứ ba đó chính là enzyme ADN polymerasa. Sau khi các mạch đơn được tách ra rồi thì ADN polymerasa
sẽ xúc tác hình thành các mạch đơn mới theo chiều 5 phẩy, 3 phẩy. Đấy, ví dụ như đây là mạch gốc với trình tự 3 phẩy, 5 phẩy thì sẽ được ADN polymerase tổng hợp liên tục theo chiều 5 phẩy, 3 phẩy. Chúng ta thấy chúng chạy liền tù tì đúng không nào? Giả sử mạch khuôn với trình tự 3 phẩy, 5 phẩy mang các nu như trên hình. Thì chúng ta nhìn vào mạch mới tổng hợp, ví dụ trên mạch khuôn trình tự đó là TGXA thì mạch khuôn mới được tổng hợp sẽ có trình tự là AXGT và ở bên này là T, bên này sẽ là A, bên này là G, bên này sẽ là X. Như vậy chúng ta thấy phần thứ nhất đó là các nu môi trường sẽ liên kết với mạch làm khuôn theo đúng nguyên tắc bổ sung đó là AT và G với X, được chưa ạ? Tức là chúng ta cần lưu ý nếu như T trên mạch khuôn thì sẽ là loại nu nào của môi trường đi đến liên kết ạ? Đó chính là A môi trường. X trên mạch khuôn thì sẽ có nu loại G của môi trường đến liên kết, được chưa nào? Có một điều cần lưu ý tiếp theo, ở trong bước 2 tổng hợp các mạch ADN mới này thì chúng ta thấy trên mạch khuôn 3 phẩy, 5 phẩy thì mạch mới được tổng hợp liên tục liền tù tì thành một đoạn rất dài cho đến khi hoàn thiện thì thôi. Nhưng tuy nhiên, với mạch bổ sung thì chúng ta thấy là với trình tự 5 phẩy, 3 phẩy được tổng hợp thành các đoạn ngắn. Nó gọi là tổng hợp gián đoạn. Và sau đó thì những cái đoạn này thì được do ARN polymerase tổng hợp nên những đoạn mồi này. Sau đó thì ADN pol mới tiếp tục làm cái nhiệm vụ đó là hình thành mạch mới ở đây. Tức là phải có hai enzyme tham gia ở chỗ này, đó là ARN polymerase và ADN polymerase vẫn làm cái nhiệm vụ đó là tổng hợp nhưng chỉ thành những đoạn ngắn thôi. Và những cái đoạn này được thực hiện bởi ADN polymerase, những phần màu vàng đấy ạ, và tạo nên các đoạn ngắn này với tên gọi là Okazaki. Và những đoạn này sẽ được enzyme cuối cùng là enzyme số 5 mà chúng ta kể đến ở bảng enzyme vừa nãy, đó chính là enzyme ligase, thực hiện nối hình thành các liên kết giữa các nu trên mạch bổ sung này với nhau. Và có một câu hỏi đặt ra là tại sao hiện tượng một mạch ở trên này, mạch gốc thì được tổng hợp liên tục nhưng mạch còn lại thì lại được tổng hợp gián đoạn? Đó chính là do enzyme ADN polymerase chỉ tổng hợp mạch khuôn mới theo đúng chiều. Đây là từ khóa chúng ta cần quan tâm này. Nó chỉ tổng hợp mạch mới theo đúng chiều 5,3 phẩy. Lưu ý nhé. Theo chiều 5,3 phẩy. Nên chiều ngược lại với cái mạch ngược lại mạch bổ sung thì sẽ bị tổng hợp gián đoạn. Sau bước 2 đó chính là bước 3. Hai phân tử ADN con được tạo thành sẽ hình thành như thế nào? Thì chúng ta thấy sau khi mạch mới được tổng hợp đến đâu thì hai mạch đơn sẽ tự động xoắn lại để hình thành nên phân tử ADN con. Đây chúng ta thấy sau ở cái trạc chữ Y này hình thành đến đâu thì sẽ tiếp tục xoắn lại để hình thành ADN con mới, được chưa nào? Và trong đó thì ví dụ như đây là ADN mẹ với hai mạch với ký hiệu là màu đỏ thì sẽ chia đều mỗi mạch này cho các ADN con. Chúng ta có các ADN con thì có một mạch cũ là mạch của mẹ, mạch màu đỏ này đúng không nào? Còn mạch màu xanh này chính là mạch được tổng hợp do nucleotide của môi trường tạo nên. Và chính vì vậy chúng ta có nguyên tắc tổng hợp ADN ở đây, đó chính là nguyên tắc bán bảo tồn hay còn gọi là nguyên tắc bán bảo toàn. Tức là gì ạ? Hai ADN con này giống hệt nhau và giống hệt trình tự nucleotide trên phân tử ADN mẹ. Tuy nhiên nó chỉ giữ lại một nửa mạch, tức là giữ lại một mạch của phân tử ADN mẹ, còn mạch còn lại là mạch mới nên mới gọi là nguyên tắc bán bảo toàn hay bán bảo tồn, được chưa? Một gen, một ADN thì không chỉ nhân đôi một lần đúng không nào? Chúng ta thử hình dung một ADN nhân đôi liên tiếp nhiều lần thì sẽ như thế nào nhá. Nếu như nhân đôi lần thứ nhất thì chúng ta thấy một ADN mẹ tạo ra hai ADN con đúng không nào? Tức là gấp đôi lên. Nhưng nếu như một gen này mà nhân đôi hai lần liên tiếp, tức là nhân đôi lần thứ nhất này, nhân đôi lần thứ hai này, thì cứ thế tăng lên cấp số, đó là nhân đôi lần thứ hai tạo ra 4, được chưa ạ? 4 ADN con, nhân đôi thêm một lần nữa thì sẽ tạo ra
lại nhân 2 tiếp, đó là cứ thế nhân đôi tạo ra 8 ADN con. Như vậy, nếu giả sử cô có X ADN và K là số lần nhân đôi, thì theo chúng ta, số ADN con được tạo ra là bao nhiêu? Đấy, chúng ta có 1, 2, 4, 8. Chúng ta có nhìn thấy một cái chuỗi dãy số không nào? Đó chính là 1 này, 2 mũ 1 này, 2 mũ 2 này, và đây chính là 2 mũ 3 với 3 lần nhân đôi. Như vậy, nếu như 1 ADN mẹ qua 3 lần nhân đôi thì sẽ tạo ra 2 mũ 3 ADN con, đúng không nào? Thế thì tuy nhiên, nếu như có X ADN mẹ thì chúng ta sẽ có là X nhân 2 mũ 3 ADN con cuối cùng. Thế thì công thức tổng quát khi X ADN ban đầu và nhân đôi K lần thì sẽ tạo ra đó chính là X nhân 2 mũ K ADN con. Và đây là một trong số những công thức quan trọng chúng ta cần lưu ý. Và nội dung ghi nhớ trang 10 sách giáo khoa là nội dung quan trọng và cô đọng nhất về các kiến thức mà chúng ta học ngày hôm nay. Và phần tiếp theo thì là một số bài tập vận dụng chúng ta cùng thử sức nhé. Câu đầu tiên, câu 1. Gen là gì? Đáp án A là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polypeptide hoặc một phân tử ARN. Đáp án B là một đoạn ARN quy định cơ chế di truyền. Đáp án C là một đoạn ARN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polypeptide hoặc một phân tử ARN. Và đáp án cuối cùng là mã hóa các axit amin. Chúng ta cùng chọn đáp án cho mình nào. Và chúng ta cùng nhớ lại cái nội dung vừa rồi. Gen, điều quan trọng nhất đó chính là một đoạn ADN. Như vậy, câu nào mà là một đoạn ARN là chúng ta loại đi đáp án B và C rồi. Và đáp án D thì sao ạ? Nó có mã hóa các axit amin không ạ? Nó không trực tiếp mã hóa các axit amin. Và chúng ta thấy câu đáp án hợp lý nhất đó chính là đáp án A, là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polypeptide hoặc một phân tử ARN. Được chưa nào? Chúng ta cùng nghiên cứu câu số 2. Các bộ ba trên ARN thông tin có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là? Đáp án A. Đáp án B. Đáp án C. Và đáp án D. Chúng ta cùng dừng lại một chút để nhìn cho kỹ nhé. Chúng ta nhớ rằng trên mạch gốc của ADN thì với trình tự là 3,5 phẩy, và trên mạch của ARN thì sẽ với trình tự là 5,3 phẩy. Như vậy, trình tự giữa các bộ ba của mRN sẽ là 5,3 phẩy, và bốn cái bộ ba còn lại mà chúng ta đã nhớ ở phần bảng mã di truyền chưa? Đó chính là 5 phẩy UAA, 5 phẩy UAG và phải có 5 phẩy UGA, được chưa nào? Đây, đáp án B là đáp án chính xác. Và chúng ta lưu ý là cùng là các bạn thì thường nhớ rất nhanh rằng UAA, UAG và UGA, hay đáp án bị loại đó là đáp án nào mà có A ở đây là loại này. Vì bộ ba kết thúc phải bắt đầu bằng chữ U là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là giữa hai đáp án A và B, các bạn rất hay phân vân trình tự đúng khớp, đúng không nào? Tuy nhiên là phải là trình tự B, vì trên mạch ARN sẽ mang trình tự ngược lại so với mạch khuôn của ADN, đó chính là mạch 5,3 phẩy. Chúng ta đừng nhầm lẫn giữa các đáp án này nhé. Câu số 3. Mọi loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền là đặc điểm nào của mã di truyền? Chúng ta nhớ đến bảng 5 đặc điểm của mã di truyền không nào? Chúng ta cùng xem nhé. Tất cả đều có chung một bộ mã di truyền. Đáp án A, tính đặc hiệu. Đáp án B, tính thoái hóa. Đáp án C, tính phổ biến. Đáp án D là phải là mã bộ 3.
Chúng ta cùng chọn đáp án nào. Và câu trả lời của cô đó chính là đáp án C. Tính phổ biến, tức là hầu hết đều sử dụng bảng mã di truyền vừa rồi, đúng không nào? Câu số 4. Trong quá trình nhân đôi ADN trên một mạch khuôn thì mạch ADN mới được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn còn lại, mạch mới được tổng hợp ngắt quãng theo từng đoạn. Chính là cái phần nhân đôi ADN, các bạn nhớ không ạ? Và hiện tượng này xảy ra là do đâu? Đáp án A. Mạch mới luôn được tổng hợp theo chiều tháo xoắn của ADN. Đáp án B. Mạch mới luôn được tổng hợp theo chiều 3,5 phẩy. Đáp án C. Ngược lại, đó là theo chiều 5,3 phẩy. Và đáp án D là do mạch mới luôn được tổng hợp ngược chiều tháo xoắn của ADN. Chúng ta cùng chọn đáp án nhé. Và câu trả lời là đáp án C. Do mạch mới luôn được tổng hợp theo chiều 5,3 phẩy, vì đây chính là sự hoạt động của enzyme nào ạ? Enzyme ADN polymerase, được chưa? Và đáp án C mới là đáp án chính xác. Do enzyme nữa, được chưa nào? Câu số 5 liên quan đến phần tính toán cuối cùng, đó là một phân tử ADN con. Câu số 5. Với phần tính toán mà chúng ta vừa xem lại cuối cùng, đúng không ạ? Chúng ta còn nhớ công thức không? Một phân tử ADN tiến hành nhân đôi 3 lần liên tiếp và cho hỏi là kết quả sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN con? Đáp án A 2, B 4, C 6 và D 8. Chúng ta chọn được đáp án cho mình chưa? Và đáp án của cô đó chính là 8, chính là bằng 1 nhân 2 mũ 3 theo đúng công thức, được chưa ạ? Và trước khi vào bài tiếp theo thì cô dặn chúng ta cần chuẩn bị nội dung phiếu học tập với nội dung đó là tìm hiểu về cấu trúc và chức năng của ba loại ARN này. Chúng ta cùng nghiên cứu sách giáo khoa và gạch ra những ý chính nhé. Rồi, chào các con. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.